Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão số 5. Tổ chức trực tuyến đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 64 điểm cầu trong cả nước. Internet mở ra cơ hội phát triển cho vùng biên giới Tân Trạch, Thượng Trạch, Tuyên Bố Trạch. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 18 tháng 9, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, đã đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Minh Hóa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước tại các con suối trên địa bàn huyện Minh Hóa dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt. Tuy nhiên, đời sống nhân dân tại địa bàn ở xã Trọng Hóa cơ bản ổn định, không có hồ đói. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, toàn xã có 13 căn nhà bị tốc mái. Trước tình hình mưa bão diễn biến còn phức tạp, sau hoàn lưu bão, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lưu ý chính quyền xã Trọng Hóa cũng như các địa phương khác ở huyện Minh Hóa tập trung chủ động triển khai các phương án 4 tại chỗ. Đối với các bản có nguy cơ lụt như Pa Chon, Ra Mai, Lom, Ca Ai, La Trồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cả địa phương để có phương án bảo vệ dân khi mưa lũ xảy ra. Nếu trong đêm 18 tháng 9, lượng mưa vẫn còn tiếp tục lớn, mực nước dâng cao bởi hoàn lưu sau bão, thì cano, thuyền của Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ được điều chuyển đến các điểm có nguy cơ ngập lụt nhằm hỗ trợ tiếp tế lương thực thực phẩm cho nhân dân. Trước đó trong sáng nay ngày 18 tháng 9, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại khu neo đậu tàu thuyền ở thôn Chờ Gồ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản. Tại khu neo đậu tàu thuyền thuộc thôn Chờ Gồ, xã Vĩnh Ninh đã có gần 500 phương tiện tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn. Kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Chờ Gồ và một số vị trí xung yếu trên địa bàn huyện Quảng Ninh, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự chủ động trong công tác ứng phó với cơn bão số 5 của địa phương và các ngành chức năng. Đồng chí yêu cầu huyện Quảng Ninh và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai kịp thời các phương án ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn hệ thống đê điều hồ đập, đặc biệt là các điểm xung yếu, tổ chức hướng dẫn sắp xếp hợp lý an toàn đối với các loài tàu thuyền, hướng dẫn người dân đưa phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn đúng quy định. Cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với bão lũ, khẩn trương ra soát kiểm tra các nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập úng để chủ động triển khai phương án ứng phó, không được chủ quan lơ là, thường xuyên theo dõi cập nhật hướng đi của bão để chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Sáng nay ngày 18 tháng 9, đoàn công tác do đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5. Kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 và đảm bảo an ninh trật tự tại khu neo đậu cửa phủ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an thành phố Đồng Hới phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện tốt công tác phòng chống bão số 5 và di chuyển người tài sản đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, Công an thành phố Đồng Hới và các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh cần chủ động bố trí lực lượng phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn để bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân, không để các loài tội phạm lợi dụng tình hình bão lũ để phạm tội. Trực tiếp kiểm tra công tác trực chiến sẵn sàng chiến đấu của đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông, đồng chí giám đốc giao nhiệm vụ với tình hình bão số 5 diễn biến phức tạp, do vậy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cần chủ động phương án, đảm bảo quân số và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Theo dõi chặt diễn biến mưa bão để chủ động ứng phó, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải, đánh bắt thủy hải sản, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa bão. Đoàn cũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại đập Phú Vinh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới. Để chủ động trong việc ứng phó với ảnh hưởng của bão số 5, Công an Quảng Bình đã triển khai lực lượng tại các địa bàn trọng yếu để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng chống bão. Tại các địa bàn trọng yếu, công an các đơn vị địa phương đã huy động lực lượng ứng trực 100% quân số, sử dụng các loại công cụ, phương tiện chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống bão và cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. Trước đó, Công an tỉnh đã huy động lượng lớn cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn để tránh trú bão, vận chuyển, bảo vệ tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bão, không để các loại tội phạm lợi dụng mưa bão để phạm tội.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bão số 5 đã suy yếu, tuy nhiên trước ảnh hưởng của bão, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt các phương án chủ động phòng chống thiên tai. Tại huyện Quảng Trạch, ngay từ sớm, cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Xã biển Cảnh Dương là địa phương có số lượng tàu thuyền lớn của huyện Quảng Trạch. Vì vậy, ngay khi có thông tin về cơn bão số 5, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng như đồn biên phòng Ròn, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Tuyên truyền vận động tất cả các phương tiện tàu thuyền là về nơi trú bão ở khu vực âu tàu thuyền bảo đảm đúng theo cái quy định để tránh trường hợp va đập. Cái thứ hai nữa là tuyên truyền vận động đối với các hộ dân, cán bộ và nhân dân thực hiện cái công tác phòng chống chẳng chống nhà cửa. Cái thứ ba nữa là phân công cho các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo về trực tiếp đến tận cơ sở để có cái chỉ đạo nhắc nhở đôn đốc đối với các hộ dân thực hiện tốt công tác phòng chống, chỉ đạo đối với các ngành quan tâm để thực hiện tốt các cái công trình xây dựng trên địa bàn của xã, nhất là khu vực kè biển và một số các cái công trình đang xây dựng trên địa bàn. Huyện cũng đã cử các đoàn về kiểm tra, đôn đốc các địa phương hướng dẫn nhân dân chủ động phòng chống bão số 5, tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai. Đồng thời, lên kế hoạch di dời, sơ tán dân nếu mưa lũ lớn xảy ra, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng tham gia ứng cứu. Đối với địa bàn huyện Quảng Trạch thì chủ yếu là hai lưu vực của hai con sông, một là sông Ròn và hai là sông Danh. Đây là đợt mưa lũ nào cũng như thế, cho nên huyện rất tập trung và chú ý đã bố trí sẵn các cái phương tiện như ví dụ như cano và các cái phương tiện khác để sẵn sàng ứng cứu người dân khi có tình huống xảy ra. Nhờ chủ động các phương án ứng phó cùng với sự chỉ đạo tích cực kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương và ý thức phòng chống của người dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch, rất góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Do ảnh hưởng của bão số 5, từ tối ngày 17 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ xảy ra lũ lụt rất lớn. Theo báo cáo, huyện Tuyên Hóa có 4 người bị thương khi tham gia phòng chống bão số 5. Ngoài ra, ở xã Lâm Hòa có 4 người dân tộc thiểu số đi rừng chưa về. Toàn huyện đã di dời 33 hộ dân, có 205 lồng cá và thuyền bè trên sông đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Các cầu phao bắc qua sông ở xã Thuần Hóa, Đông Hóa đã được tháo gỡ, học sinh nghỉ học từ chiều ngày 17 tháng 9. Trong ngày 18 tháng 9, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự huyện đã về các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5. Nhìn chung, các địa phương, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã tích cực chủ động phương án phòng chống bão lũ. Với phương châm 4 tại chỗ, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng sẵn sàng thực hiện các phương án ứng phó với lũ lụt khi cần thiết. Người dân trên địa bàn huyện cũng chủ động thu dọn đồ đạc, sơ tán gia súc gia cầm để phòng tránh mưa lũ do hoàn lưu của bão gây ra. Từ sáng ngày 18 tháng 9, trên địa bàn huyện Bố Trạch có mưa vừa và gió lớn, với sức gió khoảng cấp 5 đến cấp 7. Nhờ chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, nên hơn 1.060 phương tiện tàu thuyền với hơn 4.600 lao động của huyện Bố Trạch đã vào nơi neo đậu. Hệ thống các hồ đập, công trình thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản ở một số xã ven biển vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ở vùng núi, mưa lớn đã làm chia cắt 4 bản gồm Nong Mới, Nong Cũ, Campu và Quần Roang của xã biên giới Thượng Trạch. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, tổ chức thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời triển khai phương án ứng phó nếu mưa lũ xảy ra. Trước ảnh hưởng của mưa bão, thực hiện chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan đơn vị đã điều động cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ xuống các địa bàn khẩn trương giúp đỡ người dân phòng chống bão. Sáng ngày 18 tháng 9, hơn 200 cán bộ chiến sĩ, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh đã được huy động để giúp đỡ người dân phòng chống bão. Tại các địa phương, các trung đội dân quân cơ động đã quản triệt và thực hiện nghiêm túc chặt chẽ phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh việc làm tổ công tác tham mưu triển khai phương án, lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống bão, lực lượng dân quân các xã, phường, thị trấn còn làm tổ công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống thiên tai. Tại huyện Minh Hóa, từ 11 giờ trưa ngày 18 tháng 9 đã xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ lũ rất cao. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa đã lên phương án cụ thể để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa
đã chuẩn bị 4 xuồng máy, 2 xuồng chèo tay, 190 ảo phao, 13 phao bè, 19 nhà bạn và nhiều vật dụng khác để sẵn sàng cơ động khi có địa bàn bị cô lập, chia cắt do mưa lũ. Túc trực lực lượng 24/24 giờ, phân công cán bộ phụ trách địa bàn để bám cơ sở, nhắc nhở bà con nhân dân không chủ quan lơ là, tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch sát với thực tế của tình hình, phân công giao nhiệm vụ cho lực lượng về bám sát địa bàn, đặc biệt là những vùng thường xuyên xảy ra lũ, sạt lở đất. Nhằm giúp dân ứng phó với cơn bão số 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã cử các đoàn công tác đến các địa bàn trọng điểm, kiểm tra đôn đốc các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng thường trực và tuyên truyền giúp đỡ người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn và cử cán bộ chốt các vùng có nguy cơ bị ngập nước, sông suối chảy mạnh, các tuyến đường khả năng nước lên nhanh để bảo vệ an toàn cho người dân, đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm và triển khai các biện pháp phòng chống bão. Tại các bản MOOO, Ón, Yên Hợp, xã Thường Hòa, huyện Minh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đã vận chuyển gần 2 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng cấp phát cho nhân dân trong điều kiện bị cô lập lâu dài. Cùng với đó, kiểm tra tuyên truyền và nhắc nhở tuyệt đối không cho người dân vào rừng săn bắt làm rẫy, bắt cá, lội qua sông suối khi đang mưa lũ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 ngày 18 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn huyện Minh Hóa, một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Tại xã Minh Hóa có 2 người bị thương khi đang chằng chống nhà cửa. Ở xã biên giới Dân Hóa, một số bản cũng đã bị chia cắt. Nhiều cây cối ở bản Ca Ai bị gãy đổ. Chính quyền địa phương đã di dời dân ở bản Ca Ai về trú ẩn tại điểm trường Ca Vàng. Có 60 người dân đi rừng làm rẫy chưa kịp về nhà. Tại xã Hòa Sơn đã xảy ra sạt lở khoảng 100 khối đất trên tuyến đường đang thi công vào thôn Thuần Hóa. Đường vào các thôn 4 và 5 ở xã Tân Hóa bị chia cắt hoàn toàn. Đường về xã Minh Hóa cũng đã bị chia cắt. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, bão số 5 đã làm 7 người trên địa bàn tỉnh bị thương. Ngoài ra có 4 người đồng bào dân tộc thiểu số đi rừng chưa về. Về người bị thương, huyện Minh Hóa có 2 người, huyện Quảng Ninh có 1 người, huyện Tuyên Hóa có 4 người. Về 4 người đi rừng chưa về, hiện chưa xác định được thời gian đi. Cả 4 người đều trú ở bản Cào, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Về giao thông, trên địa bàn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa quản lý có một điểm ngầm tại hai bản Ca Ai và Ca Vàng bị chia cắt. Địa bàn đồn biên phòng Ra Mai ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa có 4 điểm ngầm tại các bản gồm Pa Chong, Ra Mai, Si, Dầu, Tà Vơng, Lom, Cha Óc và Cái Dừa bị chia cắt. Địa bàn đồn biên phòng Côn Roang ở xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch có 1 điểm ngầm tại 3 bản Côn Roang, Cốc và Cụ Tồn bị chia cắt. Do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mất điện diện rộng trên địa bàn huyện Bố Trạch. Theo thông tin từ chi nhánh điện lực Bố Trạch, bão số 5 đã làm gãy đổ một số cột và làm đứt một số đường dây điện, gây sự cố cho 327 trạm biến áp, khiến gần 45.000 hộ dân trên địa bàn mất điện. Trước tình hình đó, ngay trong ngày 18 tháng 9, điện lực Bố Trạch đã huy động 100 cán bộ nhân viên với đầy đủ phương tiện thiết bị để tiến hành sửa chữa. Theo kế hoạch, muộn nhất đến 18 giờ ngày 18 tháng 9, tổ chức cấp điện trở lại cho người dân. Lợi dụng thời tiết mưa bão, đối tượng Ngô Văn Hồng ở Ngọc Trào, Thạch Thành, Thanh Hóa đã giúp đỡ Phan Thị Anh nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã kịp thời phát hiện, xử lý và đưa vào khu cách ly bắt buộc theo quy định. Theo đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 17 tháng 9, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29C82992 do Ngô Văn Hồng sinh năm 1990 quê quán ở Ngọc Trào, Thạch Thành, Thanh Hóa điều khiển kéo xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29C85728 bị hư hỏng do tai nạn tại Lào nhập cảnh vào Việt Nam. Qua công tác kiểm tra kiểm soát, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện trên cabin xe hỏng có Phan Thị Anh sinh năm 1978 quê quán ở Thạch Thành, Thạch Hà, Hà Tĩnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời điều tra xác minh vụ việc. Hai đối tượng khai nhận do quen biết nhau và thỏa thuận từ trước nên Hồng đã giúp anh trốn vào phương tiện để nhập cảnh về Việt Nam nhằm trốn cách ly. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Hồng và anh. Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định xử phạt, áp dụng các quyết định về xuất nhập cảnh trong tình hình hiện nay. Đối tượng Hồng buộc xuất cảnh trở lại Lào, đối tượng anh đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly bắt buộc theo quy định. Chuyển sang cả thông tin đáng quan tâm khác.
Sáng nay ngày 18 tháng 9, Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Sự đại hội tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chủ trì. Đại hội thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, tôn vinh biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua và đề ra phương hướng nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong giai đoạn 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào thi đua trong việc bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian tới, nhằm cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp đại hội, Chủ tịch nước đã tặng thưởng một huân chương lao động hạng nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng 40 bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 136 bằng khen cho cả cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, Internet băng rộng đã về với đồng bào hai xã Thân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Vừa là điều mong mỏi bấy lâu của bà con dân bản nay đã trở thành hiện thực. Giờ đây, đồng bào có thể kết nối Internet để cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước hay tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực của đời sống. Khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa đồng bằng và miền núi đang được rút lại gần hơn. Phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã ghi lại niềm vui của chính quyền địa phương cũng như người dân xã Thượng Trạch trong ngày đầu được trải nghiệm mạng Internet. Dù dùng máy vi tính chưa thật sự thành thạo, nhưng chị Ý Quyết đã rất cố gắng để nắm bắt, học hỏi cách sử dụng và khai thác thông tin trên mạng Internet. Ngay trong ngày đầu kết nối được mạng Internet, chị đã chủ động vào mạng để xem tin tức, tìm hiểu kiến thức trên các lĩnh vực của đời sống, cập nhật diễn biến của thời tiết. Sau khi có Internet thì nhân dân xã Thượng Trạch rất là phấn khởi để mà biết cái tin tức cập nhật hàng ngày, giống như thời tiết này, rồi mọi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước này. Khi có Internet là trong gia đình là chẳng hạn là mình được học tập về văn hóa của trong gia đình, rồi chẳng hạn là họ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, mình cũng phải là học tập. Sau khi kết nối được với mạng Internet, cán bộ công chức xã Thượng Trạch đã sử dụng hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện tử của xã. Nếu như trước đây, mỗi lần cập nhật các thông tin trên trang thông tin điện tử của xã Thượng Trạch, cán bộ công chức xã phải về trung tâm huyện lỵ. Nhưng bây giờ, chỉ cần ngồi tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã là có thể thực hiện công việc này một cách dễ dàng. Từ khi có hệ thống mạng thì chúng tôi sẽ truy cập cái hệ thống mạng để phục vụ cho công tác điều hành quản lý của Đảng ủy ban được một cách tốt hơn. Công tác chỉ đạo cán bộ, các cán bộ công chức mình phục vụ cho công tác xử lý hồ sơ, các nhiệm vụ được nhanh một cách nhanh hơn. Đưa cấp quang về Internet tốc độ cao đến hai xã Thân Trạch, Thượng Trạch rất là có ý nghĩa. Đó là phục vụ cái việc xây dựng cái chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Bình, mà hai xã là kết nối Internet để là triển khai cái hệ thống quản lý văn bản điều hành, rồi là hệ thống một cửa dịch vụ công và cung cấp các cái dịch vụ để hoàn thành cái việc là xây dựng cái chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Bình. Thứ hai, khi Internet và cả quang lên đây á thì là phục vụ cái an ninh quốc phòng, đấy, cái an sinh xã hội. Hệ thống truyền dẫn và mạng Internet băng thông rộng tại hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Dự án được triển khai với tuyến cáp quang dài 62 km. Như vậy, đến nay, Internet đã phủ sóng tại 100% các xã phường thị trấn của tỉnh Quảng Bình. Internet về xã đã giúp cán bộ công chức địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số truy cập vào Internet để tra cứu tìm hiểu thông tin thị trường, cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.
Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 18 ngày 19 tháng 9. Khu vực thị trấn Đầm Lê mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 75-99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 72-100%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 73-98%. Khu vực thị trấn Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 73-99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 72-98%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 72-98%. Khu vực thị trấn Quản Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 72-97%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngày hưởng nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm 73-98%. Dự báo thời tiết biển, đêm có mưa, gió nam đến đông nam cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Sau giảm xuống từ 0,5 đến 1,5 mét, biển động nhẹ. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65-98%. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là bản tin thể thao.